Hello, xin chào tất cả các con. Chúng mình sẽ cùng đến với bài học tiếp theo, vẫn là chủ đề home là nhà nhé. Hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 4, Unit 4 và Lesson 3, bài học số 3, Story. Story là về câu chuyện nhé. It's a story time. Đến giờ kể chuyện rồi nha, chúng mình sẽ cùng học nha. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện. A, talk about the pictures. Chúng ta hãy nói về các bức tranh. Then listen and read. Sau đó nghe và đọc nhé. Nào bây giờ mình sẽ nghe câu chuyện cô đọc nhá. Nghe và đọc theo nhé. Cookies. Cookies. Những cái bánh quy. I have three cookies. I have three cookies. Tôi có ba cái bánh quy. Me too. Me too. Tôi cũng thế. I like cookies. Tôi thích những cái bánh quy. Me too. Tôi cũng thích đấy. Đúng không? Tiếp theo. Oh no. Ôi không. Here you are. Của em đây. Thank you. Cảm ơn chị. You're welcome. Không có gì. Ok, nào bây giờ mình sẽ dựa vào câu chuyện này mình sẽ học các cấu trúc trong đây nhá. Cách nói là tôi có cái gì thì sẽ là I have three cookies. Ví dụ đây là tôi có ba cái bánh quy thì mình sẽ nói là I have là tôi có này, sau đó thêm cái từ số lượng vật mình có vào đằng sau từ have, sau đó là thêm cái từ chỉ vật đấy vào và nhớ là từ 2 trở lên thì mình sẽ thêm s vào cái danh từ đấy nhá và từ chỉ đồ vật đấy nhá. Ví dụ ở đây là 1 2 3 ba cái bánh quy đúng không? Three cookies. Thế thì mình sẽ phải thêm s vào đây. Ok, I have three cookies. Tôi có ba cái bánh quy. Và nói là tôi cũng có ba cái, tôi cũng thế sẽ là me too, me too. Ok. I like cookies. Tôi thích bánh quy. Tôi thích bánh quy ở đây là bánh quy. Tôi thích bánh quy thì bạn này bạn cũng thích, bạn sẽ nói là me too, me too. Có nghĩa là khi mà bạn khác bạn ví dụ bạn của con nói là I like cookies. I like cookies. Bạn ấy nói là tôi thích bánh quy, con cũng thích thì con sẽ nói là me too, tôi cũng thế. Ok. Tiếp theo. Oh no, ôi không. Oh no, nghĩa là ôi tiếc quá đúng không? Vì cái bánh quy này bị vỡ rồi này. Here you are. Của bạn đây. Here you are. Khi con đưa một vật gì cho bạn nào đấy thì con sẽ nói là here you are. Và bạn ấy sẽ trả lời con là, bạn ấy sẽ nói lại với con là thank you, thank you. Cảm ơn bạn. Và thế là mình sẽ nói lại với bạn ấy là you're welcome, you're welcome. Không có gì bạn nhé. Hoặc là bạn đừng khách sáo. Ok. Nhớ nhá. Nào, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần B, listen and number. Chúng ta hãy nghe, listen và and number. Number là đánh số nhá. Ở đây mình sẽ có bốn bức tranh này. 1 2 3 4, bốn bức tranh này nhá. Thì mình sẽ điền các số vào từng ô trống một phù hợp với những cái câu mà mình nghe được nhá. Ví dụ mình nghe 1 số 1 thì mình sẽ điền số 1 vào bức tranh nào đấy mà phù hợp với cái bức biểu cảm của các bạn ấy nói nhá. Ok. Nào bây giờ mình sẽ nghe nhá. Listen and feel. Chúng ta hãy nghe và điền số vào nhá. Ok. 5. B. Listen and number. 1. I have three cookies. Me too. 2. Here you are. Thank you. You're welcome. 3. Oh no! 4. I like cookies. Nào bây giờ mình đã nghe xong rồi thì mình sẽ kiểm tra xem là mình có làm đúng không nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhá. Nào number 1. Nào bạn nào nói là number 1 là bức tranh nào nhỉ? Bức tranh này có phải không? Đây, không phải đúng không nào? Number 1 là bức tranh này đúng không nào? 1. Và bức tranh này các bạn ấy nói gì nhỉ? Ok. Các bạn ấy sẽ nói là I have
three cookies. Me too. Đúng không? Tôi có ba cái bánh quy. Tôi cũng thế. Đây chúng ta nhìn bức tranh là bạn hai bạn đều giơ ra ba cái bánh quy đúng không? Một bạn sẽ nói là I have three cookies. Me too. Ok. Now number two. Number two sẽ là bức tranh nào nhỉ? Đây có phải không nhỉ? À không đúng không? Đây không đúng nào. Bức tranh number two sẽ là đây. Nào có bạn nào nhớ nào bạn này nói gì không nhỉ? À đúng rồi. Here you are. Here you are. Của bạn đây. Thank you. Thank you. Cảm ơn bạn. You are welcome. You are welcome. Không có gì. Now three. Three sẽ là bức tranh nào nhỉ? Three. Nào bây giờ cô nói nhá. Thì các con sẽ đoán ra bức tranh nào nhá. Mình sẽ check lại nào. À, mình sẽ kiểm tra lại xem có làm đúng nhá. Oh no. Oh no. Là bức tranh này có đúng không? À không phải đúng không? Oh no. Là ôi tiếc quá. Thế là bạn ấy phải đang kêu lên. Thì đây bạn này bạn đang một rất là lo lắng này. Một bạn há to này. Thì bạn kêu lên là oh no. Đúng rồi. Three. Ở đây đúng không nào? Three. Oh no. Và cuối cùng number four. Number four sẽ là bức tranh còn lại đúng không? Four. Là bức tranh này sẽ nói gì nhỉ? À đúng rồi, bạn ấy đang nhìn cái hộp bánh quy này và bạn ấy đang cười tươi đúng không? Bạn sẽ nói, bạn ấy nói đã nói là I like cookies. Ok, nào bây giờ các con sẽ đọc theo cô nhá. Theo từng bức tranh một nhá. Nào bức tranh đầu tiên, number one. I have three cookies. Me too. Tôi có ba cái bánh quy. Tôi cũng thế, đúng nào? Number 2, bức tranh số 2. Here you are. Của bạn đây. Thank you. Cảm ơn bạn. You are welcome. Bạn không có gì đâu, bạn đừng khách sáo nhé. 3. Oh no. Ôi không. 4. I like cookies. Tôi thích bánh quy. Ok. Nào tiếp theo, bây giờ mình sẽ nghe bài hát nhé. Sing. Chúng ta sẽ nghe bài hát và sau đó hát theo nhé. Nhưng mà trước khi nghe thì mình sẽ đọc theo cô một lượt nhé. Và cô sẽ nói nghĩa của bài hát này để cho mình hiểu. Và mình sẽ lại nghe và hát theo nhé. Ok. Bài hát có tên là Thank you. Thank you. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Hoặc là khi ngồi với mẹ mình nói thank you có nghĩa là con cảm ơn mẹ đúng không nào? Ok, nào bây giờ đọc theo cô nhé. Here you are. Here you are. Của bạn đây. A cookie. Một cái bánh quy à. For me. Cho tôi à. Yes, for you. Yes, for you. Đúng, cho bạn đó. A cookie. Một cái bánh quy. Here you are. Của bạn đây. Thank you. Thank you. Thank you. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bạn, đúng không? You are welcome. Không có gì. Đừng khách sáo. Ok. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe nhá. Nghe và hát theo nhá. Ok, nào. C. Sing. Thank you. Here you are. A cookie? For me? Yes. Here you are. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Here you are. A cookie? For me? Yes, for you. A cookie. Ok, nào bây giờ mình đã nghe xong bài hát thì mình đã biết cách để nói khi ai đó cho mình một vật gì rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần D. Listen and say, then act. Có nghĩa là nghe và nói, sau đó thực hành, hành động theo nhé. Nào bây giờ các con sẽ nhìn đến bức tranh. Ba bức tranh, 1, 2 and 3. Chúng ta sẽ nghe bức tranh đầu tiên. Đây sẽ là nói gì nhé.
Nào bây giờ cô sẽ đọc bức tranh đầu tiên và các con sẽ nói các bức tranh tiếp theo 2 và 3 nhé. Tương tự như thế nhé. Ok, ở đây bức tranh number 1. Bạn này bạn đang cầm cái đĩa bánh quy có 3 cái và bạn ấy đưa cho bạn áo đỏ này đúng không? Thế thì bạn áo xanh đưa cho bạn áo đỏ. Khi đưa bạn ấy sẽ nói là here you are, here you are, của bạn đây. Bạn áo đỏ bạn sẽ trả lời, bạn ấy sẽ nói lại là thank you, cảm ơn bạn. Và bạn này bạn ấy sẽ nói là you are welcome, không có gì, bạn đừng khách sáo. Ok, nào bây giờ mình sẽ đọc lại nhá. Bạn ấy nói là here you are, thank you, you are welcome. Ok, tương tự như thế bức tranh số 2, number 2, chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? Picture 2, picture number 2, bức tranh số 2. À, bạn này bạn ấy đang đưa cho bạn, bạn nữ đưa cho bạn nam cái bút chì đúng không? Thế thì bạn nữ bạn ấy sẽ nói là here you are, đúng rồi, here you are. Và bạn này sẽ nói là thank you, thank you. Bạn này sẽ nói là thank you, cảm ơn bạn. Và bạn nữ này bạn sẽ nói là you are welcome, you are welcome, không có gì. Here you are, thank you, you are welcome. Ok, nào bức tranh số 3. Ừ, bạn này bạn là nam, bạn ấy đang tặng bạn nữ món quà đúng không? Thì bạn nam bạn ấy khi bạn đưa quà cho bạn nữ này thì bạn ấy sẽ nói là here you are, here you are, của bạn đây. Bạn nữ bạn sẽ nói là bạn cầm món quà và bạn nói là thank you, thank you, cảm ơn bạn. À, và sau đó thì khi mà bạn nữ nói cảm ơn xong thì bạn nam thì bạn sẽ nói là you are welcome, you are welcome, không có gì, bạn đừng khách sáo nhé. Ok, thế là chúng ta hãy nhớ cách nói nhé. Here you are, của bạn đây. Thank you, cảm ơn bạn. You are welcome. Ok, chúng ta nói nhé. You are welcome có nghĩa là không có gì, hoặc là mình dịch là đừng khách sáo nhé. Ok, nào bây giờ chúng ta hãy thực hành điền vào bức tranh này nhá. Chúng ta có chú Jerry ở trong phim hoạt hình Tom and Jerry này. Sau đó là đây là Pikachu ở trong phim hoạt hình Pikachu đúng không? Pokemon đúng không? Nào bây giờ bạn này bạn nói là I like Jerry. Chuột Jerry này nói là I like cookies, tôi thích bánh quy. Bạn đang chỉ vào những cái bánh quy này đúng không? Trông rất là đẹp đúng không nào? Bạn nói là I like cookies, tôi thích bánh quy. Thế thì Pikachu sẽ nói gì nhỉ? Pikachu cũng thích thì Pikachu sẽ nói là đúng rồi, me too, me too. Hoặc là mình sẽ có cách nói số 2 là I like cookies too, I like cookies too. Me too, tôi cũng thế. I like cookies too, tôi cũng thích bánh quy. Đúng không? Too là cũng này, tôi cũng thích bánh quy. Nào, thế thì có hai cách khi mà mình nói là tôi cũng thích hoặc tôi cũng như thế giống như bạn kia. Thì Jerry sẽ nói là I like cookies, tôi cũng thế, me too. Hoặc là Jerry nói là I like cookies, tôi thích bánh quy. Pikachu sẽ nói là I like cookies too, tôi cũng thích bánh quy. Ok, chúng ta sẽ nói một trong hai cách là me too, tôi cũng thế, hoặc là I like cookies too, tôi cũng thích bánh quy. Mình nói lại cái câu của bạn trước, sau đó thêm too vào, đúng không? Ok, và để xem thêm nhiều bài học tiếng Anh hơn nữa thì chúng ta hãy vào Facebook là Tiếng Anh Miss Thanh Hương, sau đó ấn like và share, chia sẻ cho các bạn khác cùng học nhé. Nếu như mình vào YouTube thì mình hãy ấn subscribe để theo dõi kênh và mình sẽ xem được nhiều bài học hơn nữa nhé. Nào, chúc tất cả các con học tốt nhé. Xin chào, tạm biệt các con.